Con cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã giúp đỡ con. Và con chúc tất cả quý ông bà, anh chị thật nhiều sức khỏe và ủng hộ chú Lực để luôn cho chú Lực đi giúp những người khó khăn hơn con. Nhà của con thì đến mùa đông thì rất lạnh. Em thì con thì vẫn ở được, nhưng mà sợ ông bà với em thì rét, chỉ sợ ông bà không ngủ được. Còn con thì con vẫn ngủ được. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại nhận được thêm một cái phần quà của bác là Mạc Hoa. Bác có gửi cho em Quân 14 tuổi. Cái phần quà này thì hôm cháu nhận được từ hôm kia rồi. Nhưng mà do là cháu Lực đang có công việc ở trên nhà của em Sử. Với lại hôm qua thì cùng các em là đưa các em đi ngao du một chuyến cô bác, cho nên là cháu Lực không có trao được cái phần quà này. Và hôm nay thì cháu Lực sẽ lên trao cho em Quân và lên thăm em Quân đó cô bác. Trong thời gian qua thì cũng có rất nhiều cô bác cũng có hỏi bảo là sao cháu Lực không có lên ghi hình của em Quân nữa. Thì cháu Lực cũng đã nói rồi đấy bác, đang ở trên nhà của em Sử thì đang đào phần nền, thì cháu Lực phải là bố trí đâu vào đấy hết, thì cháu Lực mới tiếp tục là đi chia sẻ cái hoàn cảnh của em Quân được. Và cái hoàn cảnh của em Quân thì cháu Lực xin được tóm tắt lại thêm một lần nữa. Ở đây thì có rất là nhiều cô bác theo dõi sau không hiểu về cái hoàn cảnh của em Quân, thì cháu Lực xin được tóm tắt lại thêm một lần nữa. Em Quân thì hiện tại là năm nay được 14 tuổi, là đang phải gánh vác ở trên vai của mình là tới 4 miệng ăn lận cô bác. Người bố thì do không may và cũng bị một cái căn bệnh mà rất là nặng và đã ra đi mãi mãi rồi, để lại cho em Quân một cái gánh nặng này ở trên đôi vai bé nhỏ của em Quân. Và người mẹ của em Quân thì bỏ đi lúc mà em Quân được 40 ngày tuổi cô bác. Kèm theo đó thì bố của em có lấy thêm một người vợ hai nữa và cũng đã bỏ đi rồi, để lại cho em Quân thêm một người em là cùng cha khác mẹ nữa. Em bé Hiếu thì năm nay mới có được 2 tuổi thôi cô bác ạ. Hay còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là theo dõi hết video ạ. Hôm qua hôm kia thì thời tiết khá là nắng, khá là đẹp cô bác. Nhưng mà đến hôm nay thì không chắc là do là chuẩn bị sang mùa thu đấy, thay đổi thời tiết cho nên là lại mưa. Thường là vào nhà em Quân thì không có được xe máy mà đến tận nhà cô bác, là xe máy để trên này, và từ là cái đường mòn để đi xuống nhà em Quân đúng không ạ? Còn nói là em Quân là một cái cậu bé rất là ngoan ngoãn và lễ phép luôn cô bác ạ. Một cái cậu bé mà đáng lẽ ra là đang tuổi ăn tuổi học, nhưng mà em mới phải ngừng lại cái việc học về để lo cho gia đình của em Quân. Ông với bà thì năm nay cũng rất là già rồi cô bác, được 77 tuổi, gần 80 tuổi rồi, răng thì cũng đã rụng hết rồi, chỉ ăn cơm ấy cô bác, là dùng chan canh và nuốt chửng luôn thôi, không có để mà nhai cơm nữa. Thank you.
Thế bây giờ thì cũng đã gần đến nhà của em Quân rồi các bác. Nhà em Quân thì ở ngay dưới này với tôi. Hôm nay là không biết là lên thì có gặp em Quân không. Rồi thì cháu lực gọi thì em ấy không có nghe máy. Thời gian qua thì cũng được bác xin delay. Bác có mua cho em Quân một cái điện thoại này. Thì mà một cái đèn năng lượng mặt trời nó quá. Thì cái điện thoại thì sẽ để giúp em ấy liên lạc. Còn cái bóng đèn năng lượng thì sẽ giúp gia đình em Quân là tiết kiệm điện, tiết kiệm điện của bác ạ. Ngôi nhà của em Quân của bác được nằm ở dưới kia. Một cái ngôi nhà mà cũng rất là nho nhỏ thôi. Còn rất là đơn sơ. Trời quá, đường này. Đại Hiếu thì đang một mình chơi ở kia các bác. Chú gì đấy? Hả? À, chào chú chưa? Chào chú chưa? Chào chú chưa? Chào chú chưa? Nó đang chính kinh chào chú. À, chỉ nói là chào bằng tiếng Hùng thôi các bác ạ. Anh Quân đâu rồi? Hả? À, anh Quân đâu rồi? Anh Quân đâu rồi? Anh Quân đâu rồi? Hả? À, cô bác chỉ biết nói tiếng Nùng thôi, tiếng Kinh thì còn chưa biết máy. Em Quân thì đang ở dưới kia, cô bác ạ, cháu được vừa nghe thấy giọng rồi. Bây giờ thì cháu được sẽ để phần quà đấy đã. Đi xuống là xem em ấy đang làm gì dưới kia. Quân thì đang đi ra bắt cây chuối về sao cô bác? Em chào Quân nhé. Em chào anh ạ. Rồi. Con chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Bà thì đang làm gì dưới kia? Bà đang lấy rau lợn ạ. Lấy rau lợn á? Vâng. Đi xem má bà một chút rồi cô bác này. Bà thì ông bà thì ở nhà vẫn còn rất là chịu khó luôn cô bác. Ở nhà thì đi lấy rau lợn này, đi lấy cỏ này, vẫn còn làm đủ tất cả mọi thứ mà trong nhà mình có, những con vật gì. Mà này hiu. Mà này đó. Thôi để ma cái này chứ. Ông bố nó khô này à? Ừ, ông bố này, ông nhúc sao? Lúc nha, thăm ngay cho lúc nha. Ừ, thăm ngay cho lúc cho buồn đi ông trai. Các chú sớm là ai cậu? Bà thì đang bảo chất lực là lấy rau lợn của bác. Lợn thì ở trong nhà còn một con nữa thôi. Nước nào căng về bộ phép hả? Bộ phép ra mà. Bộ phép ra? Ừ. Bà thì chỉ có là ở xung quanh nhà thôi các bác. Để mà đi xa để mà lấy được thì không có lấy nữa. Hôm nay thì chắc là em Quân là đi làm cái công việc gì đó, thì bà sẽ hộ em Quân là lấy cái phần rau lợn của bác này. Bé Hiếu thì cũng chạy ra đây luôn. Bà thì gọi là vừa ở nhà thì vừa trông bé Hiếu này, vừa làm những công việc lặt vặt ở nhà. Đi về nhà chưa? Được. Hả? Đi về nhà đi. Đi về nhà chú cho bánh đi. 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 Đi về nhà chú lấy bánh cho. Đi. Hư không? Hư không? Hả? Thưa không? Đi về nhà đi, chú lấy bánh nhỏ đi, đi. Đấy, phải chiều. Đấy, thời gian này thì cháu Lực lên khá là nhiều. Thành ra là bé Hiếu cũng rất là thân thiện với cháu Lực. À, lên. Đi, anh Quân ạ. À. Đi đi, vào nhà đi. Hôm nay thì em có đi làm gì không Quân? Có ạ. Có à. Hôm nay thì đi làm gì cho người ta ấy? Đi giúp họ, đi giúp họ à? À là đang nghỉ trưa ở nhà. Ông mình đi đâu rồi? Ông đi chơi chơi à? Sang nhà kia chơi à? Mấy hôm nay mưa thì trên này có sạt không? Cô bác này hôm nọ thì do là trời mưa
thành ra là bị sạt đằng sau nhà. Ôi, kia lại sạt thêm à? Vâng. Thì cây kia không chặt đi à? Không mấy nó đổ nhà đấy. Chưa chặt. Chưa chặt á? Vâng. Bao giờ mình mới chặt? Lúc nào thì chặt. Lúc nào thì dành chặt à? Thời gian này thì em Quân là đang có thể nói là đi hộ người ta, đi hộ hàng xóm. Thời gian vừa rồi thì hàng xóm ai ai cũng ra hộ nhà em Quân rất là nhiệt tình, cho nên là em Quân là mỗi hôm đi hộ một nhà để làm những công việc và trong gia đình của bác. Có đi hộ các bác lấy cỏ lấy củi không? Có à? Thời gian họ là được các bác ra hộ mình nhiều đúng không? Vâng. Thế bây giờ thì đi vào trong nhà đi. Vâng. Đi vào trong nhà để anh trao cái phần quà này cho em. Hôm nay anh thằng chú thì không ở nhà. Chú này đi đâu rồi? Đi nhanh lên. Ai ngủ đây đấy? Bà ngủ à? Thế là em với ông thì ngủ đây à? Vâng. Bé Hiếu ngủ đây à? Vâng. Hãy ngủ xuống đây. Ông thì đi đâu à? Ông đi sang nhà ông kia. Đi sang nhà ông kia à? Vâng. Còn như cái phần gạo của nhà em là vẫn còn nhiều chứ? Nhiều à? Vâng. Phần gạo nhà em Quân thì thưa cô bác còn rất là nhiều, cho nên là cháu Lực sẽ không mua cái gạo này để cho nữa, chỉ mua là mắm muối mì chính thôi. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lại nhận được một cái phần quà của một bác cho gửi tới cho em Quân với lại ông bà này. Đây thì chắc là có khi là cũng quần áo thôi. Mấy hôm thì anh không lên nhà em ấy thì em đi đâu làm gì? Em ra cùng bác ra bên kia làm. Em đi làm cái gì? Cùng bác sang kia trộn vớ cho bác à? Trộn vớ à? Vâng. À đi làm say à? Vâng. Xong buổi tối lại về à? Vâng. Đi làm như này thì một ngày được bao nhiêu tiền? Một ngày được 100 à? Vâng. À đi làm phụ hồ đó cô bác là một ngày thì sẽ được 100 ngàn. Bây giờ mà bảo không cho em đi làm thì thực sự ra để nói em ấy không có ai lo lắng. Ở đây thì các bác thường thì các bác cũng có gửi tiền cho các em, nhưng mà cháu Lực mua thực phẩm cho em ấy thì vẫn mua, và em Quân thì vẫn muốn là đi ra ngoài để làm thêm để có những đồng nào hay đồng để có được đồng nào hay đồng đấy cô bác ạ. Biết là chú giao anh ở đâu rồi. Đấy, còn như cái bóng điện năng lượng mặt trời này dùng có được không? Không. Được à? Vâng. Em thử bật lên nào. Cái bóng đèn năng lượng mặt trời thì cũng rất là sáng đấy cô bác này. Sáng luôn cả một góc nhà luôn. Cái này thì nó sáng được 8 tiếng nhá. Nếu mà không được 8 tiếng thì cứ bảo anh nhá. Đấy, ông thì cũng đi chăn bò về thôi cô bác. Mấy tư mua phải đâu? Còn đâu mua mà. Tư mua mà. Em còn nhớ là hôm nọ ai gửi điện thoại này, gửi đèn năng lượng cho mặt cho mình không? Có. Đấy, bà Cindy Lê nhá. Đấy. Bà đã bà này, bà Cindy thì bà ở bên Mỹ ấy. Đấy. Đấy, bây giờ thì cháu được xin được bóc là cái phần quà của bác Mạc Hoa. Bác ở 605 Lạc Long Quân, phường 10. Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, đây là đồ mà gửi từ thành phố Hồ Chí Minh lên cho em đấy. Đấy, đây là gửi những quần áo cũ này cho em với lại gia đình này. Đấy. Bây giờ thì cháu được xin được bóc cái phần quà của bác Mạc Khoa. Đây là có những cả quần áo mùa đông luôn này. Quần áo này thì các bác gửi cho chị để gọn gọn vào nhá. Ở đây sẽ có đây quần áo
cái bộ áo này thì chế để cho em này. Đấy, để cho em mặc vào mùa đông này này. Đấy, rất là tốt luôn đấy này. Thế đâu cũng à, hôm nay thì cháu được xếp bổi ra từng món để cho ông với bà luôn. Đấy, đây thì áo đi cho ông này. Đấy. Này cục. Nắm cái bật đây hơi. Đấy, còn đây sẽ là để cho bà này. Đấy, cái này thì cũng để cho ông này. Đây ông. Cùng ơn. Này khoa thì khoa. Chân xuống lấy mà nào. Đây thì sẽ có cả, đây là của em, cái này thì vừa của em. Bộ nào mà vừa của em thì sẽ cho em, bộ nào vừa bé hiếu thì sẽ cho bé hiếu. Ở đây thì sẽ có nhiều cái bộ quần áo mà nó sẽ vừa em quân hơn cô bác. Đây thế này. Đây thì cái bộ này thì cho ông này. Mình xem có quần áo của bé hiếu không. Đây quần áo đây là đây bé hiếu này, hơi to một tí nhưng mà năm sau là mặc được. Đây này, đây còn khó đây. Chai đấy này nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này, bác gửi rất là nhiều quần áo luôn này. Đây, cái bộ này thì sẽ để ông này mặc áo khoác cho ông này đấy nhé. Đấy, bộ này thì này cũng ăn, cái này hơi cũng đây nữa này. Này thì anh thấy là em vừa hơn này. Áo này thì là đây, cái này là chắc là của ông luôn. Cho ông luôn này. Đây là của quân này. Quân này. Đấy, bộ này thì sẽ đây, bộ thì thao luôn đây này. Đây. Bác chị gửi rất là nhiều quần áo luôn cô bác ạ. À, bác Loan thì bác mặc hoa thì là bác rất là chu đáo, xếp ra từng cái bộ một này. Đây là cái quần này không? Đây còn là đây sẽ là cái quần nhá. Đây là mấy cái quần mà cho, à, đây là áo lê tay chứ. Cái tay này thì vừa mặc đi làm này và vừa mặc đi đâu cũng được này. Này ông sẽ hợp hơn này ông. Có rất là nhiều luôn này, có những cả bộ quần bò nữa. Quần bò này thì hình như là vừa in em luôn này. Này bé hiếu thì chắc là do là bác không có những cái bộ quần áo mà vừa bé hiếu cho nên là chỉ có một hai bộ thôi, hơi không có nhiều. Cả đây nữa, đây cũng là quần này. Đây là sẽ áo khoác này là để cho bà đi. Bà sẽ vừa để áo khoác này hơn. Tại vì là bây giờ cũng đến mùa thu rồi cô bác. Mùa thu thì thành ra là ở trên này cũng thời tiết cũng se lạnh một chút rồi. Vào buổi sáng, buổi chiều này. Quần này. Để xem là có bộ quần áo thêm của bé Hiếu này không. Đây là to rồi. Đây thì hầu như là quần áo của em quân là nhiều thôi cô bác. Con này thì hơi to, thế là bị thích. Đấy, đây thì con đùi này. Đấy con đùi này thì là vừa quân luôn, vừa mở phát ra đã biết là của ấy, vừa quân luôn. Hôm nay thì cháu được cũng rất là vui khi nhận được thêm những quà của bác Mạc Hoa là gửi tới cho em Quân với lại ông bà. Làm đúng con bà rồi. Ừ. Em nhận được những cái đồ này thì em có thấy vui không? Có. Đấy. Mặc dù nó là bộ quần áo cũ nhưng mà được tất cả quý ông bà này, cô bác này gửi cho em đều là giặt và giữ gìn rất là gọn gàng. Mặc dù nó là cũ nhưng mà nhìn trong thì vẫn nhìn thì còn là rất là mới luôn. Đấy. Đây thì các bác thương, các bác mới gửi cho. Em thì chiều nay lại đi hộ người ta tiếp à?
Đi hộ tận đâu? Bên kia. Tận bên kia à? À, bây giờ thì cháu được xin được thay mặt là em Quân với lại ông bà gửi một lời cảm ơn tới bác Mạc Hoa. Cảm ơn bác rất là nhiều. Chúc bác cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bác trong thời gian qua đã luôn luôn theo dõi kênh bản em và tin cậy kênh bản em để gửi những cái phần quà này, cái tấm lòng của bác gửi tới cho em Quân 14 tuổi cô bác. Thế bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bà nhé, bà Mạc Hoa nhé. Con cảm ơn bà đã gửi quà cho con. Con rất vui khi nhận được quà của bà gửi cho con và gia đình con và gia đình của con ạ. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Hôm qua thì đáng lẽ ra cháu Đức sẽ gọi em Quân là bé Hiếu đi cùng, nhưng mà do là bé Hiếu em Quân ở với ông bà, do là em Quân không có đi được thành ra là cháu Đức không có gọi cho em Quân các bác. Tại vì là bố của em Quân thì cũng vừa mới làm phần ma chay xong thôi, thì còn khá là nhiều cái công việc mà cần em Quân còn phải làm nữa, cho nên là em Quân bận không có đi cùng được và với cháu Đức được. Đáng lẽ ra nếu mà hôm qua em Quân đi cùng với bé Hiếu đi thì nó sẽ rất là vui. Nếu mà có ở đây thì chắc chắn là có thêm một dịp nào nữa thì cháu Đức sẽ đưa em Quân này với lại những hoàn cảnh mà đang cháu Đức đang chia sẻ ở trên kênh để đi gọi là đi ngao du hay là đi đâu một chuyến cô bác, để cho các em là biết chỗ này chỗ kia. Hay bây giờ thì quần áo này nhé, em có thể cất họ con gọn vào hộp này nhé. Bây giờ thì cháu Đức sẽ bảo em Quân là cất cái đồ ăn áo này vào gọn vào đây để lúc nào mà em ấy mặc rồi em sẽ bỏ ra dùng. Thời gian vừa rồi thì cũng được rất là nhiều quý ông bà và quý anh chị này gửi quà cho em Quân này, gửi quần áo này và gửi thêm những cái tấm lòng vàng tới cho em Quân với lại gia đình của em Quân rất là nhiều cô bác. Trong thời gian qua thì cháu Đức xin được thay mặt em Quân, thay mặt ông bà gửi một lời cảm ơn, gửi một lời chúc tới tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là đang theo dõi trên kênh bản em. Như anh thấy đằng sau nhà thì bị sạt một thì không đi hộ ai, thì có đào thêm không? Có ạ. Đấy, còn rất là may là hôm nọ đào cái phần đằng sau nhà cô bác là còn đào nó rộng ra, thành ra là nó sạt lở xuống, nó không có đến tận nhà. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã trao cái phần quà của bác Mạc Hoa là tới cho gia đình của em Quân và mấy anh em có ngồi với bà, có ngồi nói chuyện với nhau một lúc nữa và có nói thêm về cái phần mà hôm nọ làm cái phần ma chay cho bố xong. Thế bây giờ thì mọi cái thì cũng đã làm xong hết rồi, chỉ bây giờ chỉ gọi là chỉ khổ cho những người mà còn ở lại thôi cô bác. Bà thì năm nay cũng đã gần được 80 tuổi rồi, một cái dáng người rất là nhỏ cô bác, bây giờ thì không còn một cái răng nào để mà nhai cơm nữa cô bác. Hầu như là bà nói với cháu Lực đều là nuốt chửng xuống thôi. Như hôm nọ mua sứa xuống về lên thì còn bé Hiếu còn không? Hết rồi. Hết rồi. Hôm trước có mấy em nhà chú về thì cũng cho một ít. Cái số sứa hộp kia thì còn không? Còn à? Còn à? Còn chưa pha nào. Chưa pha? Pha cho em uống đi. Em uống không? Có à? Thế cái sứa lọ cái là hết rồi đúng không? Đấy, còn là cái sứa bột kia thì Quân bảo là chưa pha cho hôm nào. Cứ pha uống hết rồi thì mua cái sữa lọ sâu nhé. Ông cấm. Em thì bây giờ làm phần ma chay cho bố xong thì có tính định đi làm sao không? Không à? Làm xung quanh nhà thôi. Làm xung quanh nhà thôi à? Tại vì là còn em phải lo cho bé Hiếu, phải lo cho bà đúng không? Nếu mà em đi thì sợ không có ai trông bà với em với ông ạ. Không ai trông à? Vâng. Thì ở nhà
xem bác đi đâu làm thì cùng bác đi làm thôi. Là cùng các bác hàng xóm là đi làm mấy đúng không? Mấy chỗ bà. Phải nói là bây giờ em Quân không thể đi làm xa được đúng không bác? Tại vì là ông với bà thì ở nhà thì cũng đã đến tuổi rồi, còn kèm theo một bé hiếu nữa, thành ra là không đi làm xa được, sợ mà gia đình mà có chuyện gì đấy, ông với bà có chuyện gì đấy không có về kịp để mà lo cho ông với bà. Các bác của em Quân thì ai ai cũng phải đi làm xa để mà lo lắng cho cái gia đình của mình, nên là lúc mà có công việc gì thì các bác mới về thôi cô bác ạ. Và trong thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng có nhận được thêm một số khoản của cô bác gửi tới cho em Quân với lại gia đình nữa. Và bây giờ thì cháu Lực xin được phép là thông qua cho em Quân để em mới nghe chút. Thông rồi thì anh nói qua thì em sẽ bảo với lại ông với bà nhé. Đấy, ngồi đây Hiếu, ngồi đây, ngồi đây nghe chú Đồng. Đấy, ngồi đây nghe chú Đồng nhá. Đấy, đây là danh sách của nhà em Quân 14 tuổi cô bác. Trong thời gian qua thì cháu Lực Liên chia sẻ em Quân thì cũng được rất là nhiều quý cô bác anh chị là gửi những tấm lòng vàng tới cho em Quân. Thì cháu Lực cũng đã xin là các cô bác anh chị mạnh thường quân rồi gửi tiền cho em Quân, thì hiện tại bây giờ cái phần mà gạo thì nhà cũng còn nhiều, thành ra là cháu Lực sẽ không có mua những cái phần đấy nữa, mà lúc nào cháu Lực xuống chỉ mua những cái đồ thực phẩm làm mắm muối mì chính tới cho em Quân thôi. Từ ngày 10 hiệu là thò này ó, thằng chú tộc bảo ó lạc thò lạc thò ấy chú tục bộ bé Hiếu thì ngồi gần cháu Lực, thành ra là trong lúc cháu Lực đang đọc danh sách này thì em ấy nói hơi nói nhiều quá, thành ra lại cho em đi ra ngoài chơi một lúc. Và đây thì cháu Lực có ghi ra hai mục là phần ủng hộ cho Quân này và phần tem này thì là riêng biệt, còn là riêng biệt chứ không phải là riêng với nhau các bác nhá. Và ngày 18 tháng 8 thì có cô giấu tên là ủng hộ em Quân là 2.500.000 và cho cháu Lực là 500.000 để đổ xăng. Ngày 18 tháng 8 thì có bác Quang ở Mỹ ủng hộ cho em Quân là 2.000.000 và cho cháu Lực để làm kinh phí đổ xăng là 500.000 đồng. Ngày 18 tháng 8 cô Bình Dương ủng hộ em Quân là 900.000 và cho cháu Lực là 100.000 để đổ xăng đi lại. Ngày 20 tháng 8 thì có Nguyễn Thúy Kiều Thu ủng hộ cho em Quân là 1.000.000, cho cháu Lực là 380.000. Ngày 20 tháng 8 thì có bà Khanh ủng hộ em Quân là 1.000.000 đồng. Ngày 19 tháng 8 thì có cô giấu tên là 500.000. Ngày 19 tháng 8 thì có bà Bảy ở Đồng Nai là 500.000. Ngày 21 tháng 8 Hoàng Thị Phượng. Ngày 21 tháng 8 có chị Hoàng Thị Phượng là 200.000. Ngày 21 tháng 8 có bác Đỗ Thảo ở Mỹ có gửi cho em Quân. Ngày 21 tháng 8 có bác Đỗ Thảo ở Mỹ ủng hộ em Quân là 9.000.000. Cho cháu Lực là 830.000 để làm kinh phí đổ xăng. Ngày 22 tháng 8 có bà Ngô Thị Lan ở Từ Sơn Bắc Ninh ủng hộ em Quân là 500.000. Ngày 22 tháng 8 có bác Nguyễn Hải ở Mỹ ủng hộ cho em Quân là 2.360.000. Cho cháu Lực là 597.000. Ngày 23 tháng 8 có bà Nguyễn Thị Quế là 300.000. Ngày 23 tháng 8 thì có cô Út ủng hộ em Quân là 800.000, cho cháu Lực đổ xăng đi lại là 200.000. Ngày 23 tháng 8 có bác Xuân Vũ ở Úc ủng hộ em Quân là 5.000.000 và cho cháu Lực đổ xăng đi lại là 534.000. Ngày 25 tháng 8 thì có cô Võ Thị Nương ở Úc ủng hộ em Quân là 2.000.000. Ngày 27 tháng 8 có bà Bùi Thị Hoa là cho em Quân là 500.000, cho cháu Lực là 200.000. Ngày 28 tháng 8 có bà Phong Trương ở Mỹ có gửi cho em Quân, có ủng hộ em Quân là 2.000.000 và cho cháu Lực là 360.000. Ngày 29 tháng 8 thì có cô Thủy, cô ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
có gửi cho em Quân là 500.000. Và ngày mùng 3 tháng 9 thì có cô bé, cô ở Mỹ có gửi cho em Quân là 10.080.000 cô bác. Và tổng số tiền hiện tại cháu Lực nhận được của em thì cũng rơi đâu đó là gần 40 triệu rồi cô bác. Đó, gần 40 triệu rồi. Và ở đây thì cho cháu Lực xin được nói lại thêm một lần nữa. Cái ở đây thì có những bác gửi cho cháu Lực là 3 triệu và cho em Quân là 2 triệu rưỡi. Thì cháu Lực chỉ đọc là nguyên tiền ủng hộ của em Quân xuống và đọc cái phần mà cho cháu Lực riêng cô bác nhá. Chứ không phải là thí dụ mà các bác gửi cho cháu Lực là 2 triệu 500 ngàn là cháu Lực đọc là cho cháu Lực là 500 ngàn thì cho em Quân là 2 triệu đấy thì không phải cô bác nhá. Cháu Lực đọc cái phần 2 triệu rưỡi này thì sẽ để cho em Quân luôn. Còn là cái phần 500 ngàn thì sẽ là cho cháu Lực để đổ xăng là cháu Lực sẽ đọc riêng. Đấy, và cháu Lực cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị, mạnh thường quân trong thời gian qua đã gửi những tấm lòng vàng cho em Quân tới cho gia đình của em Quân đó cô bác. Và cháu Lực cũng hy vọng là trong thời gian tới cháu Lực sẽ tiếp tục là chia sẻ cái hình ảnh của em Quân lên. Thì cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những tấm lòng vàng của quý cô bác, anh chị, mạnh thường quân. Để sau này nếu mà cháu Lực nhận được cái khoản mà nó nhiều có thể là giúp cho em Quân làm lại một cái ngôi nhà cho nó gọi là che nắng che mưa, cho nó ấm áp hơn cái ngôi nhà cũ ở đây cô bác. Như cô bác có thể nhìn thấy này, cái ngôi nhà của em Quân thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rất là nhiều lần rồi. Có những chỗ thì còn chưa có được lập bằng ván này đâu, chỉ là Quân là mang lại những cái tấm pro này này để mà quay lại để làm thành cái hiên để mà che gió này hay là che những cơn mưa mà hát vào đó cô bác. Ở trên này thì còn như hầu như là còn chưa được che tới đến cái phần kia này cô bác. Ở bên này cũng thế này cô bác này, bên này thì cái chiều này thì gió có thể là nó mưa nó tạt vào khá là nhiều, thành ra là em Quân với lại bà với lại ông thì sẽ tận dụng lại những cái miếng ni lông này, xong lại những cái tấm chiếu này để mà che lên. Và ở phần bên kia cũng thế, đều tất cả mọi thứ đều được làm hoàn toàn là bằng cái cây tre này, cây nứa này về là để bổ, xong là để đan lại với nhau và để mà làm một cái thành một cái hàng rào cô bác. Phải nói là đến mùa đông thì cái ngôi nhà của em Quân đấy cô bác thì rất là lạnh luôn. Trong thời gian tới thì đến lề lại đến một mùa đông nữa rồi. Theo như em Quân có chia sẻ với cháu Lực là đến mùa đông cô bác có những đêm thì lạnh quá là không có ngủ được. Và có những đêm thì gió thổi rất là to, xong là lọt qua những cái khe cửa này, những cái khe gỗ này vào như ngôi nhà này. Thì em Quân cũng đã chia sẻ với cháu Lực là làm từ lúc mà em Quân được hơn 10 tuổi hay là 11 tuổi đúng không? 10 tuổi là làm đến bây giờ đấy, cũng góp hết là được 4 đến 5 năm rồi cô bác. Xuống cấp thì cũng rất là nhiều rồi. Hiện tại thì nó còn rất là may là nó không có bị nghiêng hay là bị dưới cái phần chân cột mà nó bị con mọt mà ăn đi một nửa thì nó cũng chưa có đến cái phần đấy cô bác. Ở đây thì cũng có chị Trần Đỗ Giáng My, chị cũng có bảo với cháu Lực bảo nếu mà sau này mà có sửa nhà hay là làm lại cho em Cương một nhà mới thì chị cũng sẽ hộ thêm một cái khoản nữa, cũng như là chị sẽ hộ là nhà cho em Cương cô bác. Và cháu Lực sửa đến đâu thì chị sẽ gửi cho cháu Lực là bấy nhiêu cô bác. Phải nói là chị Giáng My là một cái người mà mặc dù là có thể là theo dõi cái kênh của cháu Lực thôi, nhưng mà chị tin tưởng cháu Lực và gửi những cái tấm lòng vàng, gửi một cái số tiền gọi là rất là lớn tới những cái hoàn cảnh mà cháu Lực đang chia sẻ. Đấy, Quân thì vừa rồi thì anh đọc được cái quý của nhà em thì cũng đã nắm được rồi đúng không? Đấy, anh nhận được thêm cái khoản nào nữa anh sẽ lên nói với em, nói với ông bà nữa để cho em là cùng biết.
cái tiền quý của em thì là anh hiện tại là đang cầm là bao nhiêu nhá. Em thì có một lời nào gửi cảm ơn tới tất cả quý ông bà đã gửi cho em những cái lời, những cái tấm lòng vàng của quý cô bác tới em không? Có. Con cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã giúp đỡ con, và con chúc tất cả quý ông bà, anh chị thật nhiều sức khỏe và ủng hộ chú Lực, để luôn cho chú Lực đi giúp những người khó khăn hơn con. Nhà của con thì đến một đông thì rất lạnh. Em thì con thì vẫn ở được, nhưng mà sợ ông bà với em thì rét, thì sợ ông bà không ngủ được. Còn con thì con vẫn ngủ được. Con rất mong quý ông bà luôn ủng hộ con và làm cho con một ngôi nhà mới ạ, để cho ông bà ngủ không rét nữa. Ở đây thì không phải là em Quân muốn gọi là cái lợi lộc đấy nó đến với mình. Ở đây thì em Quân muốn là sửa lại hay là làm lại một cái ngôi nhà nó ấm cúng hơn, là để cho ông với bà hưởng thụ những cái phần đời còn lại của ông với bà cho nó thật là ấm áp một chút cô bác. Nếu không thì ông với bà thì cũng đã khổ từ lúc em Quân mới được sinh ra tới bây giờ rồi. Phải nói là bố của em Quân thì hoàn toàn là đều đi làm xa hết, và gửi em Quân ở lại với ông với bà, cho nên là cái tình cảm đấy em Quân rất, phải nói là rất rất là thương ông với bà. Cái gì cũng bây giờ thì em mới lớn lên rồi và biết suy nghĩ rồi, có khi thì còn phải nhường những cái bát cơm cho ông với bà để ông với bà ăn. Ở đây thì ông với bà thì cũng kể với cháu Lực là bà thì một bữa thì ăn được chỉ có một bát thôi. Ông thì là con trai của cô bác thì còn sức khỏe hơn bà một chút, cho nên là ăn được nhiều hơn. Và trong thời gian qua thì phải nói là cái cơ duyên cháu Lực gặp em Quân đấy cô bác, và chia sẻ hình cảnh của em Quân lên. Còn về cái hoàn cảnh của em Quân đấy cô bác thì trong thời gian qua thì cháu Lực cũng chia sẻ và nói lên rất là nhiều lần rồi. Thành ra là chắc là cô bác cũng biết về cái hoàn cảnh của em Quân cô bác. Phải nói là một cái cậu bé mà đáng lẽ ra ở ngoài kia người ta, bạn bè của em Quân thì còn đang phải là đi học này, được sống trong cái vòng tay của người bố với người mẹ của mình. Và phải nói là từ lúc mà em Quân sinh ra tới giờ thì không biết mặt người mẹ của mình là như thế nào. Như em thì còn tấm ảnh của người mẹ hay gì không? Không còn một tấm ảnh à? Nếu mà theo như anh bảo nhá, bây giờ có người mà cho em xem cái tấm ảnh của người mẹ em thì em còn có muốn xem không? Có à? Đấy. Lúc bé em được sao nhỉ? Được đi nhà ông ngoại thì ông ngoại còn một tấm, xong rồi bây giờ ông ngoại cho lấy đi thì bây giờ đi đâu cũng không biết. Mình cũng đâu không biết à? Ừ. Mặc dù là phải nói là người mẹ của em Quân của bác rất là nhắn tâm luôn, bỏ em ấy từ lúc mà được 40 ngày tuổi đi, nhưng mà tình cảm của người con mà cô bác cũng muốn là biết mặt của người mẹ mình là như thế nào. Không biết là trước kia là cái lý do nào đó mẹ của em Quân đã bỏ đi như vậy, nhưng mà làm như thế là hoàn toàn là không có đúng cô bác. Phải nói là có thể là cháu Lực nói câu này ra nó hơi nặng một chút, nhưng mà chắc là em Quân cũng biết rồi cô bác. Bây giờ thì em cũng đã lớn lên và cũng đã nhận thức được rồi rằng là mẹ mình bỏ đi như vậy là không có tốt cho mình một cái thứ gì hết. Đã gọi là bây giờ cháu Lực nói hơi, có thể nói hơi nặng lời một tí, nhấn tâm bỏ đi như vậy thì
Thật sự ra để mà nói mà để mà bây giờ em Quân mà tha thứ hoàn toàn thì cái điều đấy thì cháu Lực nghĩ là chắc là không có. Chỉ là em ấy muốn là được nhìn thấy lại người mẹ của mình để biết là ai đã là người sinh ra mình và ai đã là cái người mà đối xử đó với mình là như vậy. Và cái thước phim hôm nay thì cháu Lực xin được chia sẻ tới đây thưa cô bác. Rất là mong thời gian tới cháu Lực chia sẻ em Quân lên thì sẽ nhận thêm được những tấm lòng vàng của quý ông bà cô chú anh chị gửi tới cho em Quân để giúp cho em Quân được sửa sang lại một cái ngôi nhà hay là làm lại một cái căn mới cho thật là kiên cố và chắc chắn. Và cháu Lực cũng xin được nói thêm một lần nữa là gửi lời cảm ơn tới bác Mạc Hoa gửi cái phần quà cho em Quân. Và cháu Lực cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả cô chú anh chị và mạnh thường quân trong và ngoài nước thời gian qua đã gửi cho em Quân cái tấm lòng vàng của quý ông bà cô chú anh chị. Rất là mong trong thời gian tới thì sẽ nhận được thêm những cái phần trợ duyên của quý ông bà cô chú anh chị tới cho em Quân với lại gia đình của em Quân. Còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Con kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ.